Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Online. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game nhập vai được phát hành tại thị trường Hàn Quốc có tên gọi là Blood Hunter. Đấy, con game này thì hiện tại mình thấy là nó mới chỉ có tiếng Hàn thôi anh em ạ. Nên là chúng ta sẽ trải nghiệm cho biết nhá anh em nhá. Đấy, tên game đầy đủ là Blood Hunter Goblin Version. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game khám phá con game này. Mình chơi cho biết thôi, toàn tiếng Hàn này thì chơi quá gì anh em. Đây, chúng ta sẽ có một dạng game MMORPG với rất là nhiều lớp nhân vật để các bạn lựa chọn. Nhiều nữa chứ, 5 lớp nhân vật và sau này update thêm một lớp nhân vật khác. Đây, lớp nhân vật đầu tiên là cầm một cái khẩu trọng pháo này, rất là ngầu. Nhân vật nữ nhá. Lớp vật thứ hai là một lớp nhân vật có vẻ như là đánh phép. Nó cũng là một lớp nhân vật nữ, cầm kiếm. Wow, cầm kiếm, rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Lớp vật thứ ba, một lớp nhân vật cầm lưỡi hái, nhân vật nam. Giới tính nhân vật này thì nó cố định anh em ạ. Con game này thì mình nghĩ là xuất phát từ Trung Quốc, chẳng qua nó phát hành tại thị trường Hàn Quốc thôi, chứ cái kiểu tạo hình nhân vật các thứ thì nó mang đậm chất game tàu luôn. Đây, lớp nhân vật thứ tư là chúng ta một lớp nhân vật cầm bút này, cũng là một lớp nhân vật nam, rất là đẹp. Và cuối cùng là một lớp nhân vật kiểu ma tăng ấy anh em ạ. Đấy. Game này trông quen lắm, không biết là hình như được phát hành tại thị trường Việt Nam chưa. Đây, hơn là tóm lại anh em có 5 lớp nhân vật nhá, thì mình sẽ chơi lớp nhân vật cầm súng ấy đi. Chúng ta sẽ đặt tên vào game này, khẩu vàng, và chúng ta sẽ tiến hành vào game. Đấy, tên game là Blood Hunter Goblin Vision. Game Hàn, game phát hành tại Hàn thì chính xác hơn, chứ còn cái kiểu đồ họa và gameplay này mình thấy là không có chất Hàn tí gì cả, chất game tàu thôi. Rồi, chúng ta sẽ, đấy, các bạn thấy không, cũng đã có một con game đồ họa 2.5D. Lối chơi là auto mặc định rồi, đồ họa thì cũng không phải là đẹp, nó là bằng Unity thôi. Đồ họa là bằng Unity, đây có phần cấu hình này. Không biết đâu là cao nhất nữa, đây, chắc là cao nhất đây rồi. Nói chung là chất lượng hình ảnh thuộc dạng tầm trung thôi, cũng không phải là đẹp. Nếu cho điểm đồ họa chắc tầm 4-5 điểm gì đó. Đấy, cơ chế chiến đấu thì tự động. Đấy, một dạng game ý ăn liền nhá anh em nhá. Mặc dù là được phát hành tại Hàn Quốc nhưng mà không phải game Hàn đâu, mà đây là game tàu được phát hành tại Hàn Quốc thôi. Bối game này thì cũng là cái cốt truyện theo kiểu bối cảnh huyền huyễn. Đấy, ui, bản đồ nó có con kỳ lân nó chạy này, nhìn đẹp nhỉ. Nói chung là bạn nào mà không quá khó tính thì đồ họa cũng có thể gọi là tạm chấp nhận được. Rất là nhiều phần quà, tặng nhiều quá đây. Game còn tặng rất nhiều quà nha, không biết là thế nào nhưng mà nhặt hết luôn, mở hết luôn. Rồi, game này thì đồ họa 2.5D thôi anh em ạ. Lối chơi thì rất là quen thuộc, tất cả mọi thứ là tự động hết rồi. Mà cảm giác là con game này đã từng được phát hành tại thị trường Việt Nam nhưng mình không nhớ, nhưng mà thôi, lỡ chơi rồi thì cứ chơi thôi anh em ạ. Đây, chúng ta có được hệ thống VIP. Game thì có hệ thống VIP nhá, bảng kỹ năng này. Ôi, kỹ năng VIP này nó mới mở á, VIP 1 nó mới mở á. Nhưng mà hình như là cái game này ấy, các bạn online thì sẽ nhận VIP thì sao á. Hình như thế, online 30 phút nhận VIP hay sao ạ? Đúng rồi, game này thì có kiểu là các bạn sẽ được tặng free lên đến VIP 3 nhá. Đấy, các bạn chỉ cần online 30 phút rồi 1 ngày, 2 ngày gì đó thì các bạn sẽ được free VIP 3. Mình có thể đoán được vì cảm giác mình đã từng chơi game này từ gameplay, game tàu, bây giờ nó cứ na ná nhau anh em. Các bạn thấy không? Xem kênh mình nhiều thì các bạn sẽ thấy là game này. Ôi, con kỳ lân này lúc nãy này, nhìn ngầu nhỉ, con boss thiết kế rất là ngầu luôn. Rồi, đánh con kỳ lân này luôn. Wow, khổng lồ luôn, boss khổng lồ luôn anh em ạ. Dạng game này thì tất nhiên là với mình thì nó cũng không có gì đặc sắc rồi, chẳng qua giới thiệu cho anh em thôi. Game mặc dù đây nha, mình tô không biết tiếng Hàn nhưng mà vẫn chơi như thật luôn vì tất cả mọi thứ hoàn toàn tự động hết rồi. Nhạc hơi chán, nhạc nó không ra chất lắm. Ôi, có robot luôn này. Game ảo dã man, có robot luôn. Mình để ý nhá, là mấy con game Trung Quốc mà phát hành tại thị trường Hàn Quốc là nó có sự thay đổi khá là nhiều đấy. Tạo hình kiểu nhân vật nó vẽ, nó sẽ có những cái trang phục mang đậm chất Hàn hơn này, rồi có thêm những cái nhân vật thì vẫn vậy thôi nhưng mà nó sẽ có một chút tạo hình ấy khác biệt ấy so với những cái phiên bản ở các nước khác. Mình để ý rất là nhiều game rồi, nếu game Trung Quốc mà phát hành tại thì Hàn Quốc thì có sự thay đổi một chút. Đây, phần trang phục này ta có phần, đây là phần set trang bị, các bạn sẽ kích hoạt cái set trang bị này lên, tổng tối đa là 10 món cho một bộ đồ nhá. Đấy, các tính năng thì nó sẽ mở dần dần thôi. Bây giờ mình đã level 26 rồi, lên cấp cũng khá là nhanh. Đây là quà nạp đầu này, bạn nào chơi thì có thể nạp đầu. Rồi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ.
Đấy, chiến đấu. Nhận thưởng. Rồi. Tiếp tục. Đấy, cơ bản chỉ như vậy thôi anh em ạ. Game sẽ lên, bây giờ cấp 34 rồi, lên cấp rất là nhanh, siêu nhanh luôn. Game Ý Alien mà. Mình nghĩ là chả bạn nào chơi con game này đâu, nhưng mà mình cứ giới thiệu anh em thôi. Biết đâu có ông nào tải nhỉ. Thế có giải game này thật với anh em là anh em chơi ở thị trường Việt Nam đầy rồi. Đây, cường hóa trang bị này. Đấy, bấm cường hóa nhanh. Các tính năng thì mở dần dần nhé. Bảng kỹ năng nhân vật này. Cái này là đồ thời trang. Đấy, chúng ta có các cái bộ thời trang đây. Không quá nhiều đâu. Đấy, bộ này đẹp này. Đó. Không quá nhiều. Đây, chúng ta có tính năng tọa kỵ mà đồ họa game này nó xấu ấy chứ. Nó cứ mờ mờ ấy. Đây, tọa kỵ này. Bạn này nâng cấp tọa kỵ lên nhá. Tăng lực chiến cũng như biến hình. Sau này có phần thời trang tọa kỵ nữa. Rồi, game này mình chắc chắn là sẽ có cánh nữa này. Đấy. Bảo đặc sắc thì game này nó không đặc sắc đâu anh em ạ. Thậm chí là mình thấy nó nhạt ấy. Dạng mê mía liền này thì không có gì đặc biệt. Chẳng qua là nếu bạn nào thích thì vẫn có thể nghịch thôi. Rồi, dạng game nhập vai đến từ Hàn. À không phải đến từ Hàn mà được phát hành tại Hàn. Cái game này không phải game Hàn nhé mọi người nhé, game tàu. Đây, online 30 phút thì các bạn sẽ nhận quà này. À, các bạn được lên VIP 1 các thứ. Đấy, VIP 2. À, cái này đủ cấp không phải 30 phút đâu. Ờ, các bạn đủ cấp là lên VIP. À, không phải online đâu nhá anh em nhá. Đây, ví dụ như mình cấp 50 lên VIP 2 này. Đó, tức là game này sẽ tặng free VIP. Và các bạn chỉ cần đủ cấp thôi, không phải online đâu anh em ạ. Ồ, khá là ngon. Sorry anh em nhá, mình không biết tiếng Hàn nên mình không biết. Đây, cấp 80 thì được VIP 3. VIP 4 này phải nạp rồi. Đó, nó chỉ cho free lên VIP 3 thôi. Ồ, cũng là của cái gì đấy, nó gọi là ưu đãi. Rồi, chúng ta có phần ngay như kiểu pet á. Đồng hành, các bạn này nâng cấp đồng hành lên này, nâng cấp chỉ số này. Ồ, tốn xu, ồ, hết xu luôn. Đấy, đồng hành sẽ đi cùng các bạn trận chiến nhá. Đấy, các tính năng nó mở ra rất là nhiều. Đây, nhận quà này, cứu nguyên bảo. Đây, gói quà cấp. Đấy, nhận thưởng. Nói chung là game thì đấy, chỉ vậy thôi. Ra vào phó bản này. Rồi, chúng ta có tính năng biến hình nhá. Nói chung là đồ họa cái game này không đẹp ấy. Kiểu đồ họa như này thì không có gì đặc biệt mà không đẹp. Thế là mình không khoái lắm. Không biết anh em cảm giác nhà nếu mình không thích cái đồ họa của tựa game Blood Hunter này lắm. Đồ họa quá cũ rồi, cách đây phải 5-6 năm rồi. Thế này anh em không thiếu lựa chọn. Thật sự đấy, game này thì chẳng qua mình thấy ở trên Google Play quảng cáo các thứ thì mình nghịch thử thôi. Nhưng mà chơi rồi thì thấy là thất vọng. Đấy, dạng game của Trung Quốc và không có gì nổi bật. Cái dạng game này thì anh em ở thị trường Việt Nam đầy. Đấy, các bạn chẳng không cần phải mất công mò sang để chơi một con game tiếng Hàn mà lối chơi nó nhạt nhòa như thế này. Đấy, tôi chơi để tôi chê anh em ạ. Chơi để chê chứ còn đấy, game không có gì đặc sắc. Đấy, nâng cấp tiếp này. Đấy, tự động cường hóa lên. Đó, các bạn này cường hóa trang bị lên nha. Nạp, game này chỉ có nạp thôi, dạng mì ăn liền này. Không có gì đặc sắc cả. Ôi, chiến đấu loè loẹt. Mình không nhìn rõ nhân vật nó đánh cái gì luôn ấy. Này thì chỉ thích hồi xưa thôi, chứ bây giờ thì không ăn thua. Bây giờ có rất nhiều con game nó nhẹ, nhưng mà đồ họa nó không kiểu đau mắt như con game này. Đây, chúng ta có tính năng leo tháp này, các bạn hãy leo tháp nhá. Leo tháp càng cao nhận thưởng càng nhiều đúng không? Cái này các bạn biết rồi, toàn các tính năng cơ bản thôi anh em ơi. Nâng cấp tiếp này. Rồi cùng hóa trang bị tiếp này. Cái này các bạn này khảm ngọc tiếp này. Đấy. Nó chỉ được vậy thôi. Khảm ngọc. Rồi có thể nâng cấp ngọc lên. Rồi. Đấy, rất là đơn giản. Đấy thì bạn nào, thật sự thì bạn nào mà thích thì có thể tải và nghịch thử. Chứ nói thật với anh em là con game này mình không ấn tượng lắm. Dạng game này quá nhiều rồi. Thì mình cũng giới thiệu qua cho anh em về cái con game nhập vai được phát hành tại trường Hàn Quốc có tên gọi là Blood Hunter Goblin Vision này. Thì bạn nào thấy video thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Top Game Online nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Đấy, có kết hôn này anh em này. Đó, chắc chắn rồi. Bye bye nha. Come on!
We'll be right back.